Bây giờ là hơn 6 giờ các bạn ha, bắt đầu dựng trại lúc 6 giờ. Hơn 6 giờ thì trời bắt đầu là hừng sáng lên các bạn. Các lớp đang khẩn trương các bạn ha, tiến hành dựng trại. Mà trại thì sư cũng không làm rồi, các bạn chỉ việc dựng cái cổng thôi. Kết thúc video thứ nhất các bạn nha. Đây là hoạt động đầu tiên bắt đầu cắm trại, thì các lớp đã chuẩn bị cổng
rồi bắt đầu chuẩn bị cho cái hoạt động dân cổng ha. Thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Chút nữa mình sẽ quay cái hoạt động hoàn thành cổng cho các bạn và hẹn gặp lại.